thì đạt được phước vô lượng. Còn như đối với kinh điển Bát Nhã, Bà La Mật Đa thâm sâu không thọ trì cẩn thận, thậm chí quên mất chỉ một câu, thì bị tội rất nặng bằng lượng phước ở trước. Cho nên này Khánh Hỷ, ta đem kinh điển Bát Nhã Bà La Mật Đa thâm sâu ân cần giao phó cho ông. Ông hãy thọ trì đúng đắn, đọc tụng thông suốt, tư duy đúng lý, giảng nói cho người khác, phân biệt khai thị, để họ thọ trì hiểu rõ hoàn toàn ý nghĩa của lời văn. Khánh Hỷ nên biết thiện nam thiện nữ vân vân nào, đối với Bát Nhã Bà La Mật Đa thâm sâu thọ trì đọc tụng thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, giảng nói cho người khác, phân biệt khai thị chỉ dạy để họ hiểu rõ, thì thọ trì gìn giữ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đã chứng. Khánh Hỷ nên biết thiện nam thiện nữ vân vân có tâm ân cần thanh tịnh hiện đang ở chỗ ta, muốn đem những thứ vòng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, không giải đãi mệt mỏi. Đối với Bát Nhã Bà La Mật Đa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, giảng nói cho người khác, phân biệt chỉ dạy để họ hiểu rõ, hoặc biên chép trang nghiêm nhiều vật báu, luôn dùng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen không ngừng nghỉ. Khánh Hỷ nên biết nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Bà La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì hiện tại đã cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen ta và ba đời chư Phật khắp mười phương. Khánh Hỷ nên biết nếu thiện nam thiện nữ vân vân nghe Bát Nhã Bà La Mật Đa thâm sâu có tâm ân cần thanh tịnh cung kính ưa thích, tức là ân cần thanh tịnh cung kính ưa thích quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ vị lai hiện tại đã chứng. Này Khánh Hỷ, nếu ông ưa thích ta, không để bỏ ta, thì cũng nên ưa thích và không để bỏ kinh điển Bát Nhã Bà La Mật Đa thâm sâu, cho đến một câu cũng đừng để quên mất. Khánh Hỷ nên biết,